xe nữa. Ngày giàu phết nhỉ. Nhớ đấy. Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì mình vừa đi cướp về xong. Nhân dịp của vụ cướp ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn đơn vị tiền tệ của Nhật Bản và đem nó so sánh với đồng tiền của Việt Nam. Như các bạn thấy ở đây thì tiền Nhật Bản có hai loại chính, đó là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy thì có 3 loại chính được lưu thông trên thị trường. Đây mình cho các bạn xem nhé. Loại có mệnh giá cao nhất là 10.000 yên, 10.000 yên, hay là đọc là 1.000, 1.000. Ok, nó như thế này. Loại thứ hai đó là loại 5.000 yên, đọc là 5,000 yên, 5,000 yên, 5,000 yên. Loại thứ ba đó là 1,000 yên, tức là 1.000 yên. Ok, 1.000 yên. Đúng rồi. Loại tiền thứ hai đó là tiền xu. Tiền xu chỉ có 6 loại chính. Các bạn để ý có 6 loại chính. Loại có mệnh giá cao nhất đó là 500 yên. Đọc là 500 yên. 500 yên. Ok, 500 yên. Loại thứ hai đó là 100 yên. 100 yên. 100 yên. Loại thứ ba đó là 50 yên. 50 yên. 50 yên nhé. Loại thứ tư đó là 10 yên. Ok, 10 yên. 10. 0. Loại thứ năm đó là 5 yên. Ok, 5 yên, đồng 5 yên này. Và loại thứ sáu. Loại thứ sáu đó là đồng 1 yên. Ok, 1 yên. Đồng 1 yên có mệnh giá bằng khoảng 200 đồng Việt Nam. Khoảng nhá, 200 đồng Việt Nam. Khoảng 200 đồng Việt Nam. Thế thì 10 yên tức là khoảng 2.000 đồng. Rồi các bạn cứ tính khoảng 2.000 đồng đi, 2.000 đồng, ok. Và 100 yên tức là 20.000 đồng tiền Việt Nam. 10.000 đồng tiền Việt Nam, đọc là 1.000, 1.000 đồng. 10.000 đồng tiền Việt Nam là 1.000 đồng. 100.000 tiền Việt Nam, 100.000 tiền Việt Nam tức là 10.000 đồng. Và 1 triệu tiền Việt Nam và là 100.000 đồng. Ok, chỉ cần nhớ cái đấy thôi, 100.000 đồng. Ok, 100.000 đồng. Vậy thì cuối cùng đồng có mệnh giá cao nhất Nhật Bản đúng không, là đồng 1 man. 1 man thì bằng bao nhiêu tiền Việt Nam nhỉ? Có cái đấy, các bạn có biết không? Ok, ở Việt Nam khi mà chúng ta đi mua hàng thì chúng ta thường hỏi giá cả đúng không? Vậy thì cách hỏi giá cả như thế nào? Chúng ta sẽ hỏi là ikura desu ka? Ikura desu ka? Ok, ikura desu ka? Tức là cái này giá bao nhiêu vậy anh? Khi mà chúng ta vào các cửa hàng của Nhật Bản á, thì tất cả các món đồ đều có được in giá sẵn trên món đồ đó, và chúng ta nhìn vào đó muốn mua cái gì thì mua và sau đó mang ra quầy tính tiền thôi. Đi đâu về đấy anh? Mày đi đâu anh? Anh vừa đi ăn cướp về. Mày cướp của ai đấy? Cướp của mấy thằng trẻ con mà. Ôi, con thằng này xịn thế. Bao tiền đấy? Trong tiếng Nhật, xịn thì sẽ nói rằng là ikitemasu. Anh đi cướp về đầy tiền này đi mua đồ đấy. Đi. Ôi giời. Nó xanh được không các bạn? Thêm cái một tí nữa. わ、5,292円。たっけえ。全部でいくらですか？全部な。Toàn bộ là tất cả. Ok, tất cả là bao nhiêu tiền vậy? 全部でいくらですか？ 6万8000円。
Rồi. Khổ rồi ya đó. À, お兄さん. お兄さん. ごめんなさい. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ các bạn ạ. À, chúc các bạn luôn học tập thật là tốt. Và mình mong rằng các bạn sẽ luôn được thư giãn thông qua mỗi clip của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye.